Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của đỉnh điểm, đỉnh cao hay cao điểm. Từ đỉnh điểm là gì? Đỉnh điểm là kết thúc hoặc giai đoạn cuối cùng của một điều gì đó bạn đang hướng tới hoặc một điều gì đó đang xây dựng. Các đỉnh cao của sự nghiệp trung học, ví dụ ngày tốt nghiệp. Tầm quan trọng của hoạt động đỉnh cao là gì? Các hoạt động đỉnh cao không chỉ giúp nâng cao và phát triển ra các kỹ năng của sinh viên, nhưng nó cũng tạo ra một liên kết mạnh mẽ giữa các học sinh. Nó tạo ra tình bạn thân thiết giữa các học sinh. Điều quan trọng là vì trong hoạt động này, bạn có thể chỉ ra những kiến thức bạn đã học được và những kỹ năng đã được cải thiện và kiếm được. Tại sao có một hoạt động đỉnh cao? Sự đỉnh cao là khi sinh viên chia sẻ sản phẩm hoặc kết quả điều tra của họ, nhận phản hồi và kỷ niệm việc học của họ. Khi học sinh ôn lại những gì đã học và làm được, các em ghi nhớ kinh nghiệm, tổng hợp thông tin và xác định khía cạnh nào đó quan trọng, nhất là để chia sẻ với những người khác. Hoạt động cao điểm trong một kế hoạch bài học là gì? Để thực hiện sự hiểu biết về các ý tưởng và khái niệm chính của ở cuối bài học, chuyên đề hoặc bài học dài hạn, giáo viên có thể yêu cầu học sinh thực hiện một dự án, bởi vì dự án đến khi kết thúc của quá trình học, nó được gọi là đỉnh điểm. Các dự án kết thúc cho thấy sự hiểu biết của học sinh về một chủ đề hoặc bài học. Chủ đề đỉnh điểm là gì? Các đỉnh cao hoạt động là một trong những chuyên môn dưới sự theo dõi sự nghiệp học thuật và với sự học hữu ích. Một số ví dụ những điều bạn sẽ học được khi tham gia học môn này bao gồm: giới thiệu về hệ thống tín ngưỡng và tôn giáo thế giới, kỷ luật và ý tưởng khoa học xã hội áp dụng. Đỉnh điểm là gì? Đỉnh điểm là điểm kết thúc giữa giai đoạn cuối cùng của một điều gì đó bạn đang hướng tới hoặc một điều gì đó đang xây dựng. Một đỉnh điểm không chỉ là kết luận, đó cũng là cao trào của câu chuyện, thành tựu cuối cùng giành được vương miện, kết quả cuối cùng của nhiều năm nghiên cứu. Tầm quan trọng của hoạt động đỉnh cao là gì? Các hoạt động đỉnh cao không chỉ giúp nâng cao và phát triển các kỹ năng của sinh viên, nhưng nó cũng tạo ra những một liên kết mạnh mẽ giữa các học sinh. Nó tạo ra tình bạn thân thiết giữa các học sinh. Điều quan trọng là mọi hoạt động này, bạn có thể chỉ ra những kiến thức bạn đã học được và những kỹ năng đã được cải thiện và kiếm được. Làm sao tôi có thể dâng hiến cho Chúa? Có nhiều cách bạn nên dâng mình cho Đức Chúa Trời để kiếm Ngài hai hoạt động cơ hàng ngày để hiện sự dâng mình của Đức Chúa Trời là cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. Bạn không thể sai khi ưu tiên hai hoạt động đó khi chúng là đồ đạc cố định trong các hoạt động hàng ngày của bạn. Chúa muốn chúng ta sống như thế nào? Đức Chúa Trời mong đợi chúng ta chấp nhận con Ngài Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu rỗi chúng ta. Ngài mong đợi chúng ta dâng cuộc đời mình cho Ngài. Và khi làm như vậy, chúng ta hãy phát triển đặc tính của đấng Christ. Đức Chúa Trời muốn chúng ta trở nên giống như đấng Christ hơn. Thay vào đó, nói lẽ thật trong tình yêu thương, chúng ta trong mọi sự sẽ lớn đến thành đấng Đức Chúa Trời. Sự dâng mình cho Đức Chúa Trời là gì? Giống như nhiều bậc cha mẹ, bạn có thể hỏi làm thế nào báp têm
làm ơn và dâng mình khác nhau như thế nào. Lễ dâng hiến là một nghi lễ Cơ Đốc giáo dâng đức đứa trẻ sơ sinh cho Đức Chúa Trời và đón em bé vào nhà thờ. Trong buổi lễ này, các bậc cha mẹ cũng dâng mình để nuôi dạy đứa trẻ như một Cơ Đốc nhân. Làm thế nào tôi có thể củng cố mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời? Dưới đây là một số cách để giúp bạn tìm đường trở lại với Ngài. Thứ nhất, nói với Ngài cũng như với bất kỳ người nào khác trong cuộc sống của bạn. Giao tiếp là điều cần thiết để củng cố mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời. Thứ hai, tuân lệnh Ngài, tuân theo lệnh truyền của Đức Chúa Trời. Thứ ba, nghiên cứu Thánh Thư. Thứ bốn, hãy lắng nghe lại. Thứ năm, tỏ lòng biết ơn. Thứ sáu, hãy lưu tâm. Đỉnh cao có nghĩa là gì trong Kinh Thánh? Đỉnh cao, việc đạt được đỉnh cao nhất mà một thiên thể đạt được, đoạn qua kinh tuyến, quá cảnh đỉnh cao, được hoặc đến đỉnh cao nhất của vinh quang, quyền lực, vân vân. Mục đích của một dự án đỉnh cao là gì? Các dự án đỉnh cao được thiết kế để cung cấp cho sinh viên với một cơ hội để phát triển, thực hiện và đánh giá một thực tế áp dụng, nghiên cứu các kết quả sau đó được sử dụng để thông báo cho việc phát triển, một đề xuất tập trung vào việc phát triển hoặc sửa đổi các chính sách, chương trình hoặc dịch vụ trong môi trường chăm sóc sức khỏe. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.